quá không? Mình cũng được cái bông hồng này. Chào cả nhà nha. Cả nhà, hôm nay mình làm phai mỡ chiên nha cả nhà. À đây thì mình cũng có nửa khí phai mỡ nè, mình gọt xong rồi mình cũng sắc khoanh rồi. Lát mình đi hấp. Ở đây mình cũng có 250g bột mì đa dụng nè. Lát mình trộn vô để mình làm phai mỡ chiên. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình cho cái nồi nước lên để mình đi hấp phai. Sáng cái lá dừa nó hơi ẩm ẩm, khó cháy. Bóp cái đậu nó mềm mềm cháy. Ở nhà mình nó có mô nan này nhiều lắm, dừa mà mình đốt cái dừa cái mình thật vô cái gì cháy dữ lắm nè. Ở dân tí xíu canh nè, cái nồi nó sẽ không có đen. Mình cho cái ghế này vô đó, mình cho cái phai mỡ này vô mình hấp hấp cái thủy này nè, mình nấu nó mềm nước lắm. Giờ mình đậy nắp lại, mình hấp vào 20 phút. Ngắt ít cái lá hành này nè, mình sắc nhuyễn cho mình để vô bột. Đó mình có quài chuối nó chín nè, qua đó mình chặt quài chuối luôn, chín nè. Chín nè, ngon ghê, nó hơi nhỏ nhưng mà trái nó cũng ú. Hồi mở này mình thử mình thấy nó cũng chín nè. Bây giờ mình nè, tay này mình hấp nó cũng chín nè. Mình qua bên đây chín bột rồi, nghiền ra cái này, nghiền cho nát ra, chứ còn nóng gì nó dễ nghiền. Phải bột nặng lắm là mình cũng tán nó nhuyễn rồi. Mình cho hành vô nha cả nhà. Mình cho vô có khoảng một đĩa hạt mi, một xíu hành phi, tiêu, bột này là bột qua mì đa dụng nè, mình cho hết vậy. Cái tay mình nhào cho bột nó đều. Thì cả nhà mình cũng tạo thành được khối bột rồi, cũng mịn nè. Bây giờ mình để cho nó nghỉ nha, mình đi nắn bánh nha. Bây giờ mình đi tạo hình bánh nha cả nhà, thêm phai mỡ nha. Ở đây thì mình cũng có hộp đậu phộng nè, đậu phộng mình cũng đã gan rồi mà chưa có bóc vỏ, để đại cái vỏ luôn. Mình cho ra đây miếng bột mì, mình thấm cái tay mình xin bột nó dính nha. Cho nè, mình rửa tay sạch mình người ta. Hôm nay mình tạo hình cái bông hồng nè. Này nó thơm, tiêu hành nè. Miếng bột đầu tiên mình lấy cho nó dẹp dẹp nè. Mình cho cái hộp đậu phộng nữa cả nhà. Gắn đi. Dễ. Gắn như mình làm những cái cá cánh hoa hồng.
thì mình cũng được cái bông hồng rồi cả nhà. Mình tắt cái đuôi một chút. Rồi cả nhà, bây giờ mình nắng cũng được nhiều rồi nè. Con tôm, con cá với mấy cái hình hoa hồng. Giờ mình đi chiên nha cả nhà. Nó cũng còn bột nữa nè, còn khoai nữa, nhưng mà mình chiên này trước thì cái này làm sao. Chảo nóng mình cho dầu vô, cho những cái hoa hồng này vô nè. Cái đế này nó dày nè cả nhà, cho nên là nó mình sẽ cho nó xuống trước. Lửa hiu hiu thôi, lửa nhỏ thôi, lửa lớn nó hơi khác. Cả nhà thấy mình làm giống cái hoa hồng không? Giờ những cái bánh hoa hồng của mình nó cũng vàng, mình gấp đây. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình chiên phai mỡ hình hoa hồng cũng xong. Giờ mời cả nhà ăn với mình nha. Còn nửa bột nữa, chiên nhiêu đây đủ ăn rồi, chiều ăn chiên được không? Hình hoa hồng. Cả nhà ăn bánh phai mỡ chiên nha, tạo hình hoa hồng. Nói cái cánh nè. Được rồi. Thơm, tiêu với hành phi rồi, hành lá. Ăn. Chuối nãy mình mới đốn. Ở như khoai mỡ đấy, cái chiều mình con mình đi học về cái mình chiên cho nó ăn nó đắm đúng không? Không quá. Mình ăn một con tôm với ba cái bánh hoa hồng luôn đấy nha. Ngon ghê. Rồi. Nói chiên mình ăn gì nữa dần. Để lâu không cứng. Cho nên còn nó chiều mình hết chiên. Con mình đi học về hết chiên. Mà cái nhậu nước dừa. Cả nhà ơi, mình ăn bánh khoai mỡ chiên tạo hình hoa hồng cũng xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.